Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin trong ngày của Hóng Showbiz. Và như thường lệ, điểm tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Trấn Thành quặn lòng trước thông tin về vụ bé gái 8 tuổi nghẹn ngào nhắn nhủ: "Nếu có kiếp sau, hãy vào một gia đình thật nhân hậu con nhé." Ngậm ngùi cầu nguyện cho bé gái 8 tuổi trên trang cá nhân, MC Trấn Thành không khỏi bức xúc trước hành động của dì ghẻ. Mới đây trên trang cá nhân, Trấn Thành đăng tải dòng trạng thái chua xót nói về sự việc này: "Tội nghiệp con, hãy yên nghỉ. Thời gian qua là địa ngục trần gian, hết đau đớn rồi. Nếu có kiếp sau, hãy vào một gia đình thật nhân hậu con nhé." Trước đó, Harry Won cũng vô cùng bức xúc trước hành động của người phụ nữ nhẫn tâm này. Cô viết: "Trẻ em là người lớn phải bảo vệ. Trẻ em không biết mình phải làm gì khi bị bạo hành. Chúng ta cũng nên quan tâm đến các bé hàng xóm. Và nếu mình chứng kiến điều gì không hay ho, phải báo cho cơ quan giúp trẻ em. Thật sự quá đau lòng không chịu nổi." Ngay sau khi vụ việc được đăng tải trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng, dư luận và nhiều sao Việt như Lê Phương, Thúy Diễm, Nguyễn Văn Trung cũng đăng đàn bày tỏ sự bức xúc trước hành động tàn nhẫn. Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 19h45 phút tối 22 tháng 12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện đóng tại phường 22 quận Bình Thạnh với nội dung bệnh viện có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Nhận tin báo, các đội nghiệp vụ của Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an phường 22 xuống bệnh viện ghi nhận lời khai của những người liên quan, điều tra làm rõ vụ việc. Kiểm tra thi thể, bác sĩ ghi nhận cháu bé có những vết bầm lớn nhiều nơi trên cơ thể, ngoài ra còn có vết thương được khâu vá mở cũ trên vùng mặt. Từ những vết thương và mảng thâm bầm trên cơ thể bé, cơ quan chức năng nghi vấn cháu bé bị đánh đập dẫn đến tử vong. Hiện tại vụ việc đang là tâm điểm chú ý gây xôn xao cộng đồng mạng. Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin trong ngày của Hóng Showbiz. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh Hóng để cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.